Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ có một tin rất là đặc biệt. Đó là ngày hôm qua mình có đứng tại cái cửa nhà này, mình nấu cơm. Đấy, thì bỗng chợt một cơn gió đưa có một mấy đồng chí nhí đến đi qua phòng mình và hỏi là anh ơi, cho mỏ nhà cô Liên ở chỗ nào? Đấy thì mình không biết, mình là đến trọ đây mà, nên là không biết cô Liên là con nào cả. Thì các đồng chí thì có dòm ở trong cái phòng của mình này. Đấy. Có máy quay này, máy tính này. Hay là các đồng chí phát hiện luôn và là hỏi luôn mình là anh là YouTuber phải không ạ? Đấy thì mình cũng đúng, mình là YouTuber thì mình cũng trả lời đúng rồi, mình là có làm về YouTube. Thì các đồng chí rất là vui. Lần đầu tiên gặp YouTuber tại thành phố Nam Định. Thực chất thì trên Nam Định này có rất nhiều người làm YouTube, nhưng mà có lẽ là chắc là mình là người đầu tiên mà các đồng chí đi gặp, nên là các đồng chí rất là vui. Và ngày hôm nay thì mình có hẹn các đồng chí đến là 3 giờ chiều nay đến để chơi. Và thì bây giờ chắc là cũng và bây giờ là gần 3 giờ rồi, thì lát nữa mình sẽ tiếp khách. Các đồng chí đến thì cũng lần đầu tiên mình gặp được các fan hâm mộ của mình đến gọi là tạo thêm cái nguồn động lực cho mình để có thể tiếp tục vào làm YouTube này. Bây giờ 59 rồi các bạn ạ. Vâng, đúng đúng luôn, 3 giờ có tiếng gõ gõ cửa này. Các đồng chí đi chắc đã đến rồi, bởi vì sáng nay các đồng chí có đến nhưng mà mình rất bận thì hẹn chiều nay 3 giờ chiều nay. Ok, bây giờ mình sẽ ra tiếp khách nha mọi người nhé. Ai nhỉ? Hai fan siêu nhí đã tới. Đây, ngồi ghế. Hôm nay có fan tới chị ạ. Đây đây là hai fan của mình, rất thích thú. Vui không? Có. Thế đã xem video một tí chưa? Rồi ạ, cháu like tất cả các video luôn. Đấy. Đăng ký luôn, bấm chuông và comment các thứ luôn. Comment nhá, sao tôi chưa Vâng. thấy comment nào vậy? Cháu comment rồi mà. Cái gì nhỉ? Comment là cái video muốn lân sư tử á? Vâng. À rồi, ok thấy rồi. Ê, đồng chí tên gì? Bách. Gì Bách? Ông mình cười hỏi Bách trả lời tên này đủ. Em tên là Nguyễn Văn Bách ạ. À, Nguyễn Văn Bách nay bao nhiêu tuổi rồi? Em nay 10 tuổi ạ. 10 tuổi, lớp mấy nhỉ? Lớp 5. 10 tuổi, lớp 5 à? Ở đồng chí kia. Em đăng ký kênh và like mình quen Tên tên gì tên gì tên gì Nguyễn Minh Đức ạ, năm nay lên học giới lớp thiệu 5. cho tất cả bà con cùng cùng biết đi. Thế biết bà con cái gì? Mày biết đâu, tao Học không lớp biết. 5 hả? Vâng, lớp 5 năm. Các bạn này mà còn mấy fan siêu nhí nữa, nhưng hôm nay chắc đang ngủ. Các đồng chí rất khoái máy YouTube. tính máy tính đúng rồi máy tính với YouTube xem video Cô quý vào xem video không? Rồi thì em xem được một tập vâng, thì các bạn rất thích làm YouTube thì mình sẽ cố gắng biên biên tập nên kịch bản có thể là diễn chung cùng các đồng chí này. Đấy, có dịp mà lấy cho các đồng chí diễn chung về chôn hay là diễn clip hài gì đó gì đó gì đó, để có nghĩa là mình sẽ cố gắng là vừa diễn và có thể là hỗ trợ các bạn đi học tập làm bài tập hoặc là giữ bài tập gì đó để các đồng chí có cái niềm vui trong học tập, tạo thêm niềm vui nữa.
Thế bây được học thứ 2 đến thứ 6 à? Vâng. Thứ 7 chủ nhật nghỉ à? Vâng. Lúc nào có bài khó cứ mang sang đây nhá. Vâng. Hôm nay dạy thì cứ mang sang đây. Chú biết chú sẽ dạy. Vâng, chú rất là giỏi toán và giỏi game. Mày bỏ game lên mà làm người. Không, cháu không bao giờ bỏ game, tại vì anh em cháu với game là vững chắc bền lâu, không bao giờ rời xa. Thế học có giỏi không? Học cháu học bình thường. Học thấp nhất là mấy điểm mà cao nhất là mấy điểm? Thấp nhất là 6 điểm. Cao nhất là mấy? Cao nhất là 10. Môn gì là 10? Tiếng Anh. Tiếng Anh thì 10 cơ. Vâng. Rồi giới thiệu câu tiếng Anh cho mọi người cùng nghe nào. Yeah. Hello. What's your name? Giới thiệu cơ mà. My name is Bach. Tiếp. I'm 10 years old. 10 years old, 15 tuổi. Ở đâu? 10 years old là 10 tuổi. 10 tuổi. 20. 20 now. Rồi ok. Học trường nào? Em cần lớp tiểu học Mỹ Xá. Tiếng Anh 10 điểm là giỏi đấy. Mình ngày xưa mình chỉ thần 3 với 4 thôi. Có đồng chí kia hỏi giỏi tiếng Anh không? Không, chả giỏi được lắm. Giỏi môn gì? Chả giỏi môn nào ấy. Giỏi môn vẽ. Vẽ được một chút. Giỏi môn vẽ? Vâng. Hôm nào tôi làm video cho ông vẽ nhé. Sao ông vẽ giỏi đến mức nào? Vẽ là khá bình thường. Tìm được kênh chưa? Đang tìm được kênh đây, nó không tìm được ấy. Nhận rồi. Không sao. Đây rồi. À không. Đi khẩn. Đây là dài. Chim mô dích luôn đấy nha. Tư duy logic 3 giây của chúng ta là hơi căng. Vâng, anh Bách đã sử dụng một tư duy logic 100 triệu cây để nghĩ. Cao không? Cao đâu. Xong. Enter. Mày xóa không? Tài ơi, đọc em mất. Enter. Ơi sao? Sao đây? Thì kiếm em không? Từ đợi nó quay. Còn đang mạng yếu nhỉ? Mạng quá yếu để có thể sử dụng được chiếc máy tính khổng lồ này. Ô. Máy tính hư đốn. Không nghe lời người chủ. Máy tính hư đốn. Ok mọi người. Thì bây giờ mình chào tạm biệt các fan nhí. Để hẹn gặp lại các fan nhí những ngày gần nhất nhá. Về học hành ngoan ngoãn nhá. Ngoan nhá. Con dép, con dép, con dép. Con dép ông Quyền. Đúng rồi, đi về. Ok, vậy là các fan nhí đã về rồi các bạn ạ. Đấy và mình sẽ có hẹn các bạn ấy thứ bảy tuần sau. Sẽ gặp các bạn ấy và sẽ làm một tác phẩm mới với các fan mới nhé các bạn nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn đã xem video của mình.